Khái niệm tiếp theo mà chúng ta trao đổi là khái niệm về tầng thứ ở trong Illustrator. Tầng thứ là như thế nào? Đây, chúng ta cùng nhau quan sát lại cái bài vừa rồi. Ví dụ, một đối tượng như thế này. Nếu bây giờ mà tôi quay thì sao nào? Các bạn thấy gì đây ạ? Các đối tượng nó nằm chồng với nhau, đúng không ạ? Và cái đối tượng mà nằm ở dưới sẽ là đối tượng mà vẽ ra đầu tiên. Càng đối tượng phát sinh ra sau thì càng nằm lên phía trên. Có nghĩa là nó sẽ thành từng tầng một. Cái nọ nằm đè lên kia. Đây bây giờ tôi tô vào từng cái một theo màu nhé, để cho chúng ta nhận nhận thức cho nó rõ nhé. Đây, đỏ rồi này, vàng này, đó, xanh này nữa này, xanh đậm này, tím này, đây ví dụ tô các màu khác nhau như này thì chúng ta sẽ thấy rất rõ rằng là mỗi đối tượng nó nằm ở một cái tầm cao khác nhau và cái ở trên thì sẽ nằm che một phần các đối tượng bên dưới. Đấy. Như thế là có nhiều tầng cao khác nhau cho từng đối tượng và xác nhận luôn một vấn đề là gì ạ, cứ cái thằng nào vẽ ra sau thì sẽ lấp lên cái thằng nằm trước. Đây chúng ta vẽ lại các đối tượng rời nhá, một đối tượng này, đối tượng vẽ ra sau này, sau nữa này, sau nữa này, đúng không? Cứ thằng nào vẽ mới thì sẽ nằm đè lên các thằng phía trên. Thế đây là cái logic chung cho tất cả các chương trình và thiết kế đồ họa, không riêng gì thằng Illustrator. Đấy. Thế thì có những lúc chúng ta chấp nhận là như thế này, nhưng cũng có những lúc là chúng ta muốn thay đổi tầng thứ cho một đối tượng nọ lên trên hay xuống dưới đối tượng kia, và lúc này thì chúng ta sẽ làm như thế nào để đưa nó lên hay đưa nó xuống. Cách thức chúng ta sẽ làm như sau. Bây giờ tôi muốn đổi tầng cho một cái đối tượng thì tôi sẽ vào object, trong object thì chúng ta sẽ vào lệnh arrange. Chúng ta được cung cấp một số lệnh như sau: bring to front, bring forward, send backward, send to back. Thì đấy là những cái lệnh để mà chúng ta đưa lên hay đưa xuống các đối tượng. Trong đó tôi giải thích lần lượt như sau. Bring forward là chúng ta đưa một đối tượng lên trên một cấp so với cái vị trí vốn có của nó. Giống như là bước lên thêm một bậc thang so với bậc thang trước đó, tức là bước lên cao thêm một bậc. Thế còn bring to front thì lệnh này sẽ là lệnh nhảy lên trên cùng so với tất cả các đối tượng hiện có. Xem backward là đi xuống một bậc cầu thang thấp hơn so với bậc đang đứng. Còn send to back là nhảy xuống dưới chân cầu thang luôn, là xuống đến đất luôn, tầng thấp nhất. Ở đây nếu như mà chúng ta chỉ có vài đối tượng thôi thì cái chuyện mà tăng hay giảm cái tầng thứ của nó rất là dễ, đúng không? Chúng ta có thể chọn một đối tượng này, sau đó thì chúng ta vào menu Object và Arrange và chúng ta bấm vào cái lệnh cần thiết. Ví dụ như Bring Forward, phím tắt của nó là Control gì đấy ạ, đóng ngoặc vuông. Này chúng ta xem nhá, Control này, đóng ngoặc vuông này. Này chọn trước đã, chọn đối tượng, Control đóng ngoặc vuông. Nó lên một bậc, đúng không? So với cái hình xanh lá cây. Bây giờ Control đóng ngoặc vuông lên một bậc nữa so với màu xanh của bạn. Control đóng ngoặc vuông lên thêm một bậc nữa so với cái xanh tím, và Control đóng ngoặc vuông lên một bậc nữa, lúc này là cao nhất, nó lấp cả cái thằng tím kia. Bây giờ ngược lại này, Control mở ngoặc vuông này, lùi xuống từng bậc này. Đấy, mỗi một lần bấm thì các bạn thấy là cái hình màu vàng nó lại chui xuống thấp hơn một hình vốn có. Thế còn lên đầu thì sao? Control Shift đóng ngoặc vuông lên trên đầu, Control Shift mở ngoặc vuông là xuống dưới cùng.
Thì thao tác để mà thay đổi tầng thứ cho các đối tượng thì chúng ta thấy tương đối là dễ dàng. Nhưng ở đây chúng ta chỉ có một vài cái hình thôi, do đó cái thao tác mà chúng ta chuyển vận như thế rất là dễ. Nhưng nếu bây giờ tôi tăng thêm độ khoảng 10 cái hình nữa thì sao? Thì thao tác lúc này nó sẽ tương đối là vất, đúng không? Chúng ta sẽ mất rất nhiều công, chúng ta mới có thể vận chuyển một cái đối tượng từ cái vị trí nọ lên tới một vị trí kia hay xuống tới một vị trí kia. Bây giờ thì tôi muốn là làm sao cho nó nhanh hơn và dứt điểm hơn, thì chúng ta sẽ có mấy lệnh như sau. Muốn chuyển tầng thứ cho một đối tượng cụ thể nào đó, tôi sẽ làm như sau: chọn nó, thay vì sử dụng cái lệnh là chuyển như vừa rồi bằng cách vào menu Object Arrange, sử dụng các lệnh Bring hoặc là Send Back đó, thì tôi sẽ xử lý nó bằng cách là chọn menu Edit. Lúc này tôi sẽ sử dụng lệnh Cut. Cắt thì nó sẽ cắt cái hình này ra khỏi bản vẽ, không còn tồn tại trên bản vẽ nữa, nhưng nó đang tạm thời được nhớ ở trong bộ nhớ. Bây giờ tôi muốn dán lại cái hình này vào đâu đó thì tôi sẽ chỉ định luôn. Bình thường nếu như tôi dán thì tôi sẽ vào Edit, vào Paste hay là phím lệnh là Ctrl V thì nó sẽ dán vào, trở vào cái trang. Thế nhưng nó dán vào và nó sẽ được coi như là một đối tượng mới và nó sẽ nằm đè lên trên các đối tượng khác đó. Bây giờ tôi lặp lại thao tác này, Ctrl X cắt đi, nhưng thay vì dán bằng Ctrl V tôi sẽ chọn một lệnh khác. Chúng ta sẽ có một loạt các cái lệnh dán như sau: Paste in front, paste in back, paste in place và paste on all artwork. Lần lượt chúng ta sẽ xem này. Paste in front là dán lên phía trước, nhưng mà phía trước là phía trước đối tượng nào thì chúng ta phải chỉ định. Ví dụ tôi muốn dán nó lên phía trước đối tượng Sankoban này chẳng hạn, thì tôi chọn đối tượng Sankoban, sau đó tôi sử dụng lệnh paste in front. Cái đối tượng này được dán vào, thứ nhất là nó được cắt ra ở tọa độ nào, x bao nhiêu y bao nhiêu, thì nay nó sẽ được dán trả về đúng tọa độ x y đấy, nhưng tầng thứ của nó thì thay đổi. Trước đây là nó nằm ở trên cùng, nhưng bây giờ nó sẽ nằm ở đúng tọa độ đó, nhưng nó sẽ nằm sát ngay bên trên cái đối tượng gì đấy ạ, Sankoban mà tôi vừa chỉ định. Bây giờ tôi lặp lại thao tác nhé. Ctrl X lại cắt nó đi. Và bây giờ tôi chọn một lệnh khác: Edit, Paste in Back. Back cái nào? Back cái xanh mà tôi vừa mới chọn. Thì lúc này nó được dán vào, cũng vẫn tọa độ, nó được cắt đi, nhưng lúc này là tầng của nó thì nó sẽ thấp hơn cái hình mà chúng ta vừa chỉ định. Như thế là chúng ta sẽ vận chuyển rất nhanh, bất chấp là có 100 đối tượng hay 1.000 đối tượng, tôi cứ cắt nó vào bộ nhớ, sau đó tôi chỉ định cái đối tượng cụ thể và tôi sẽ chọn lệnh là dán lên trên đối tượng đó hay dán xuống dưới đối tượng đó, thì chúng ta có thể là thay đổi tầng thứ một cách rất nhanh. Chứ nếu mà cứ theo cái cách là gì đấy, tiến từng bước hay lùi từng bước đó, thì rất lâu, mất rất nhiều thời gian. Thì bây giờ chúng ta có thể chỉ định rất nhanh là dán nó lên trên một đối tượng nào đó hoặc dán nó xuống dưới một đối tượng cụ thể nào đó, thì thao tác này cực kỳ nhanh. Thế ngoài ra chúng ta còn có thêm một cái lệnh nữa là gì ạ? Đây, tôi lại cắt cái này đi đó, và tôi lại chọn lệnh gì đây? Paste in place. Lệnh này thì cắt đi ở đâu sẽ dán đúng tọa độ đó, nhưng nó sẽ được coi là đối tượng mới tinh và nó sẽ tuân theo nguyên tắc là đối tượng mới thì sẽ nằm trên tất cả đối tượng hiện có. Thế còn có một lệnh nữa là lệnh gì đây ạ? Paste on all artwork. Thì đây, quay trở lại với cái thao tác tạo tài liệu lúc đầu. Các bạn quan sát nhé, new này. Bây giờ cái artwork này, bây giờ tôi cho nó là 10 artwork đi. Nhấp OK, tôi sẽ có cái gì? Tôi sẽ có 10 trang làm việc. Bây giờ tôi vẽ ở cái trang thứ nhất nhé. Tôi có một hình như này. Bây giờ nếu tôi cắt nó đi, Ctrl X và tôi sử dụng lệnh gì đây, Paste on artwork, thì nó sẽ được dán vào toàn bộ các trang hiện có và đúng ở cái tọa độ nó đã bị cắt đi. Thay vì dán vào một trang thì nó sẽ dán vào toàn bộ các trang. Thế cái này ứng dụng để làm gì? Tôi lấy ví dụ như là một quyển sách, đúng không? Chúng ta sẽ có những cái thành phần mà nó lặp đi lặp lại. Tôi lấy ví dụ như là một cái logo, đó, logo đặt ở đâu đấy và nó sẽ lặp đi lặp lại ở trong suốt cả cái quyển sách đó chẳng hạn.
Thế thì thay vì việc là vào trang nào chúng ta cũng phải dán cái logo như thế, thì cái tài liệu chúng ta chỉ cần làm theo kiểu là gì đấy, vẽ một cái logo đặt ở trong một cái tài liệu mà nhiều trang, nhiều abort như thế này đấy, và tôi chỉ việc và cắt nó đi ở cái trang gốc, sau đó tôi dán vào tất cả các trang kia thì lập tức nó sẽ xuất hiện cùng chỗ luôn. Thay vì việc là vào mỗi trang thì phải đặt một lần, thì tôi có thể đặt tổng quan chỉ bằng một thao tác cắt dán như thế. Thế thì đấy là cái thao tác cơ bản chúng ta đang nói về tầng thứ các đối tượng. Nhưng đấy là cái logic rất là cổ điển và nó áp dụng chung cho tất cả các cái chương trình mà làm đồ họa. Tuy nhiên cũng có những lúc mà chúng ta lại muốn như thế này. Tôi muốn là tôi vẽ ra một đối tượng và nó nằm dưới một đối tượng cơ. Thay vì việc là nó nằm trên, thì tôi vẽ ra một đối tượng mới xong tôi lại phải cắt nó đi, xong tôi lại chỉ định là nó nằm dưới một đối tượng nào đó, mất thì giờ lắm. Tôi muốn là tôi vẽ ra đối tượng mới và nó nằm luôn dưới cái đối tượng mà tôi chỉ định cơ. Thì lúc này chúng ta làm như thế nào? Đây, chúng ta quan sát. Ví dụ tôi có một hình như thế này. Đây, một hình màu đỏ. Bây giờ tôi muốn vẽ ra một hình màu vàng, và hình màu vàng này nó sẽ nằm vẽ mới nhưng mà nó lại nằm dưới luôn cái hình màu đỏ này cơ. Tôi không thích là vẽ lên trên xong tôi lại phải hạ nó xuống nữa, như thế là mất thì giờ. Thì Illustrator nó cung cấp cho chúng ta thêm một cái cách làm mới. Các bạn quan sát nhé, dưới hộp màu thì đến các phương pháp tô, dưới phương pháp tô thì là can thiệp và chế độ vẽ. Bình thường thì chúng ta sẽ để ở chế độ Draw Normal này. Thì đấy là cái logic thuận, có nghĩa là cái mới thì vẽ ra sẽ cao hơn cái cũ. Nhưng bây giờ tôi muốn đảo ngược cái logic đó lại, và tôi muốn là cái mới vẽ ra sẽ thấp hơn cái cũ, thì tôi bấm vào cái thứ hai, Draw Behind, vẽ bên dưới cái đang có. Đây, bây giờ tôi bấm vào đây và tôi vẽ ra thêm một cái hình mới. Các bạn quan sát, sau khi vẽ xong, đây tôi tô lại màu khác, các bạn sẽ thấy ngay là đối tượng tôi mới vẽ ra. Đây là đối tượng mới hơn đúng không? Nhưng mới hơn nhưng mà nó lại gì đây? Nằm bên dưới. Thế vẽ ra là ở bên dưới nhá. Nhưng bây giờ tôi lại muốn là gì đây? Về mặt nguyên tắc là gì? Bình thường ra là cứ vẽ ra một cái đối tượng thì nó sẽ nằm trên tất cả các đối tượng vốn có. Thế bây giờ tôi chọn cái này. Nếu như tôi vẽ ra, có phải là mỗi lần vẽ thì nó lại làm sao? Nó lại tạo ra một cái đối tượng mới mà nằm dưới tất cả không? Ok, đây là đảo lộn đúng không? Đảo lộn tư duy. Nhưng bây giờ tôi lại muốn là vẽ ra một đối tượng mà đối tượng này nó sẽ nằm dưới một đối tượng được chỉ định cơ. Ví dụ đây tôi có 3 đối tượng. Về mặt nguyên tắc nếu tôi vẽ thêm một đối tượng mới, ví dụ cái thằng tím nhá, một thằng mới là vẽ thằng tím này, tôi muốn là nó không phải là nằm dưới thằng xanh lá cây này mà nó lại nằm chỉ dưới thằng vàng thôi. Có làm được không? Thì chúng ta lại phải thao tác như thế này. Các bạn lại phải chọn một đối tượng đã, sau đó các bạn mới vẽ. Đây, tôi tô màu mới này. Đấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ nằm dưới thằng vàng, nhưng nó làm sao đây? Nằm trên thằng xanh. Đấy, không chọn thằng nào cả thì nó sẽ nằm dưới cùng. Còn nếu chọn một thằng nào đó thì nó sẽ nằm ngay dưới cái thằng được chọn. Thì đây là một tư duy hết sức là cách mạng của Illustrator trong cái vấn đề giải quyết tầng thứ của các đối tượng. Đấy, và cũng mới chỉ có Illustrator nó sử dụng cái này thôi. Chương trình tương tự là Corel thì lại không có cái này, hoặc là chưa có cái này. Đấy, tức là luôn luôn các bạn sẽ thấy là hai cái chương trình nó cạnh tranh lẫn nhau, nhưng mà đồng thời nó lại học lẫn những thứ hay của nhau. Thì cái này là một cái tương đối là cách mạng của Illustrator. Nó giúp cho chúng ta có thể là vẽ một đối tượng hoặc là trên hoặc là dưới, tức là đảo lộn cái tư duy về tầng thứ thông thường. Thế ngoài ra thì còn có một thứ nữa còn đặc biệt hơn, đó là cái chế độ được gọi là chế độ Draw Inside, vẽ một đối tượng vào bên trong một đối tượng khác. Đấy, bây giờ chúng ta chọn như sau nhé. Tôi để mà thực hiện được cái này thì bắt buộc các bạn phải chọn một đối tượng. Đấy, chắc chắn là phải chọn một đối tượng. Sau khi chọn đối tượng xong, lúc đó các bạn mới bấm vào đây để các bạn đổi chế độ vẽ là từ Draw Normal
hoặc là draw behind sang thành draw inside. Sau khi các bạn bấm vào đây thì các bạn sẽ thấy là nó có một cái sự thay đổi đây này, có mấy cái đường gạch 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 nó bao xung quanh cái góc của hình để phân biệt ra cái cách vẽ thông thường với lại cách vẽ inside. Bây giờ tôi chọn một hình vẽ, một hình nào đó mà tôi vẽ đây, ví dụ tôi vẽ một hình như thế này. Tất nhiên là bây giờ các bạn sẽ không thấy được tại vì là nó đang có tô màu đỏ giống như là của cái hình gốc này. Nhưng nếu như mà tôi đổi sang màu khác thì sao? Bạn thấy chưa? Hình này nó chui vào bên trong gì đấy ạ? Chui vào bên trong cái hình tròn nó vẽ trong đó. Tôi dịch nó đến đâu thì các bạn sẽ nhìn thấy được cái hình này. Nó là một cái dạng gọi là núp vào trong hình khác. Và muốn thoát ra thì bây giờ chúng ta lại phải chuyển về chế độ bình thường. Lúc này thì chúng ta sẽ thấy là một hình chứa một hình khác đây. Bấm chọn một cách bình thường thì đây sẽ chỉ thấy cái tay nắm điều khiển cái bounding box nó bao xung quanh hình. Bấm vào đây cũng thế, nhưng khi tôi bấm vào đây tôi chỉ cần trỏ vào một cái thì các bạn sẽ thấy rằng là gì đấy, thấy cái hình bên trong nó được hiện lên mờ mờ để biết là có một hình chui vào trong một hình khác đấy. Còn nếu mà chúng ta chỉ bấm vào cái đường viền của cái hình gốc này thì nó lại hiện lên như thế này đấy. Nhắc lại nhé, để vẽ cái dạng đó thì các bạn phải chọn hình trước nhé, chọn trước này, sau đó bấm vào cái biểu tượng này, lúc đó các bạn mới được vẽ cái hình khác chui vào trong hình mà chúng ta chọn đấy. Thì đây là những cái thứ mà tương đối đặc biệt của thằng Illustrator đấy, bao gồm có draw behind và draw inside đấy. Còn sau khi mà vẽ xong mà không muốn xử lý nữa thì các bạn lại trả về cho tôi theo cái logic bình thường là gì đấy ạ, draw normal. Nếu không thì đôi lúc là các bạn sẽ loạn không biết nó đang ở chế độ nào, lúc ấy sẽ rất là khó làm việc đấy. Thế là như vậy là chúng ta làm quen thêm một số cái khái niệm về mặt tầng thứ. Nhưng đến đây thì hết chưa? Chưa hết. Chúng ta còn một thứ nữa chúng ta phải tìm hiểu. Nói đến tầng thứ thì chúng ta sẽ bấm vào cái biểu tượng ở phía bên tay phải này, hình hai cái hình thoi chồng lên nhau. Đây là biểu tượng của layer. Mở layer ra thì nó sẽ có một cái tên là layer 1 thôi. Có một con mắt, có một hình tam giác ở đây. Bằng cách là bấm vào hình tam giác này, nó sẽ sổ xuống thành một danh sách và nó sẽ liệt kê cho chúng ta là cái tài liệu này hiện đang có bao nhiêu đối tượng. Đây là cái cửa sổ quản lý các đối tượng đó. Và như thế là chúng ta thấy là ở trên layer 1 này nó sẽ có chứa từng này đối tượng. Và những cái đối tượng nào mà còn có mũi tên, có nghĩa là nó còn chứa một cái gì đó hay nó còn liên quan đến một cái gì nữa, chúng ta bấm tiếp xuống đây thì nó sẽ lại mở ra tiếp một cấp như thế này. Nó sẽ giải thích rất rõ về các đối tượng đang có mặt ở trong cái tài liệu này. Chúng ta sẽ thấy là về mặt thị giác chúng ta nhìn thấy có bốn đối tượng đang có ở đây, đúng không? Một đối tượng hình tròn màu tím, một đối tượng hình tròn màu vàng, một đối tượng là tròn xanh lá cây và một đối tượng là tròn tổng hợp chứa một cái hình sao ở trong đấy. Thế thì chúng ta cũng nhìn thấy ở trong này nó cũng có tương tự này, vàng đây nhá, tím đây nhá, xanh lá cây đây nhá, còn cái hình kia thì nó được coi là một clip group đây. Sổ ra thì chúng ta cũng thấy đủ cả hai, là một hình tròn đỏ và một hình sao vàng đó. Và nó cũng thể hiện rất đúng về mặt tầng thứ. Đây các bạn quan sát nhá, thằng nào nằm trên, thằng nào nằm dưới nào. Đấy, thằng này nằm trên cùng đúng không? Ok, thì các bạn nhìn thấy là gì đây, cái chỗ này nó cũng nằm ở trên đó. Đến thằng vàng là thằng thứ hai đó, thằng tím là thằng thứ ba và thằng xanh lá cây là thằng nằm dưới cùng. Thì quan sát ở trong cái này chúng ta cũng nhìn thấy được cái quan hệ tầng thứ thằng nào cao thằng nào thấp luôn ở trong tài liệu. Tất nhiên chúng ta có thể xử lý bằng các lệnh để đưa nó lên hay đưa nó xuống, nhưng chúng ta cũng có thể làm một cách thủ công bằng cách là bấm thẳng ở đây đúng không ạ. Thế thì quan sát một chút ở đây, các bạn chọn cái nào ấy thì các bạn sẽ bấm vào đây và các bạn kéo nó xuống ở cái mức độ cao hơn hay thấp hơn. Đây ví dụ thằng tím vừa nãy đang nằm trên thằng xanh, nhưng khi mà tôi bấm vào đây tôi kéo trực tiếp ở trong cửa sổ này thì nó cũng sẽ hạ độ cao xuống và nó nằm ở dưới so với thằng xanh. Bây giờ tôi lại bấm vào cái thằng clip này đó, tôi kéo nó trực tiếp xuống dưới nữa đi. Đấy, thì nó nằm xuống dưới thằng vàng và nó nằm xuống dưới thằng xanh ở đây này. Tức là chúng ta có hai cách
làm việc trực tiếp ở trong cái cửa sổ làm việc này, hoặc các bạn có thể là thao tác ở trong cửa sổ layer, các bạn cũng có thể thay đổi được cái quan hệ về các tầng thứ. Ngoài ra thì các bạn còn có thêm một số các thao tác có thể làm việc đối với cái cửa sổ này. Thứ nhất là hình con mắt. Hình con mắt nó giúp chúng ta giải quyết cái gì? Là cho hiển thị hay là giấu đi một đối tượng nào đó hoặc cả một layer. Ví dụ tôi bấm vào con mắt ở chữ layer 1 này thì toàn bộ các hình sẽ bị giấu đi, không nhìn thấy cái gì nữa. Giấu đi thôi nhé, chứ không phải là mất đi. Tại vì tôi bật cái mắt này lại thì các bạn lại nhìn thấy đầy đủ tất cả mọi đối tượng. Thế còn đối với từng đối tượng ở trong cái layer này, tôi bấm vào con mắt liên quan đến đối tượng nào thì đối tượng đó sẽ bị giấu đi mà không ảnh hưởng đến các đối tượng khác. Còn riêng cái con mắt của layer thì bấm nó thì sẽ giấu toàn bộ layer đi. Chúng ta còn có thêm một ô bên cạnh này nữa. Ô bên cạnh này nếu như chúng ta bấm vào thì chúng ta sẽ thấy xuất hiện hình cái khóa. Và như thế là chúng ta đang khóa một đối tượng lại. Khóa một đối tượng lại là sao? Khóa một đối tượng lại là chúng ta không chọn được nó nữa, và do đó chúng ta không thao tác được với nó nữa. Chúng ta có hai cách. Một là các bạn chọn đối tượng, sau đó các bạn vào Object, các bạn vào chọn lệnh Lock. Lock này thì có một lệnh kèm theo là Selection, tức là khóa cái đối tượng đang được chọn. Các bạn có thể chọn mở lệnh ra, hoặc các bạn chọn sau đó các bạn nhấn phím Ctrl 2 thì nó sẽ khóa luôn đối tượng này lại. Đây các bạn thấy cái hình tím nó xuất hiện ngay cái khóa rồi, đúng không? Và tôi cũng không chọn được cái tím, tôi không chọn được cái vàng, mặc dù vẫn nhìn thấy nó. Bây giờ muốn mở khóa thì chúng ta có hai cách. Một là chúng ta sẽ mở khóa ở trong cái này. Hai là chúng ta mở khóa ở đây. Nhưng mở khóa ở đây thì nó sẽ làm theo cái cách là unlock all, tức là có bao nhiêu đối tượng được khóa thì nó mở cùng một lần, không phân biệt. Này, unlock all, mở hết. Đó. Thế còn đây các bạn lưu ý nhé, khóa đối tượng cụ thể với lại khóa lớp thì nó sẽ có cái điểm khác nhau. Khóa một lớp thì nó sẽ khóa tất cả các đối tượng nằm trên lớp đó. Mở khóa một lớp thì mở khóa cho tất cả. Nhưng nếu trong trường hợp mà tôi khóa riêng một cái thằng nào đó trước đó rồi nhá, ví dụ thằng tím chẳng hạn, đây tất cả các thằng khác tôi đều chọn được cả và tôi đều di chuyển được hết, nhưng riêng thằng tím này bấm vào không chọn được, không di chuyển được. Thế nếu bây giờ tôi khóa thì đây nhỉ, tôi khóa tổng là khóa cả các layer, các bạn có thấy là các layer này cũng xuất hiện khóa theo không ạ? Các đối tượng con này này, nhưng mà cái màu của nó thì rất khác so với gì ạ? Cái màu của cái khóa layer tím này, tại vì đây là cái khóa thụ động, khóa theo layer, nhưng cái này là khóa chủ động, khóa một đối tượng. Đến lúc mà tôi tháo khóa cho layer thì tất cả các đối tượng của layer đó được tháo khóa, riêng thằng này không. Đấy. Thì như vậy là chúng ta biết thêm được cái thao tác là ẩn hiện hoặc là khóa, mở khóa các đối tượng. Tuy nhiên vẫn còn một khái niệm nữa. Có phải là chúng ta làm chỉ có một layer không? Không phải, chúng ta còn có thể làm nhiều layer khác nữa. Cứ lấy cái ví dụ giống như là một cái nhà ấy. Nhà có thể là một tầng, cũng có thể là hai tầng, cũng có thể là n tầng. Và mỗi một layer sẽ tương ứng với lại một tầng nhà. Để tạo ra một layer mới thì tôi cần phải bấm vào biểu tượng Create New Layer, là cái hình cái trang giấy trắng ở đáy hộp layer này. Sau khi mà tôi nhấn cái này thì nó sẽ tạo ra một layer mới. Và layer này chưa chứa bất cứ đối tượng nào cả. Giống như tôi vừa xây thêm một tầng 2 cho cái nhà, vốn chỉ có tầng 1, nhưng tôi chưa cho ai lên ở, tôi chưa chất đồ gì vào đấy hết. Thế bây giờ để chọn và chúng ta vẽ thì lúc đó chúng ta sẽ có đây ạ, các đối tượng mới. Và các đối tượng mới này thì tương ứng như là tôi đưa thêm người vào ở trong cái tầng 2 đó. Đây các bạn quan sát lại, những cái đối tượng ở tầng 2 thì kiểu gì nó cũng sẽ cao hơn các đối tượng ở tầng 1. Đấy, các bạn thấy là kéo đến đâu thì nó che hết đó các đối tượng vốn có, tại vì đây thằng này ở tầng 2. Thế bây giờ tôi đưa một đối tượng lên trên hay xuống dưới một đối tượng khác thì nó có phát sinh ra vấn đề gì không? Đây chúng ta chọn thử nhá. Tôi lấy thằng tím là thằng thấp nhất này nhá. Thì các bạn để ý một chút là chúng ta muốn chọn đấy thì chúng ta sẽ giải quyết như thế này. Một đối tượng được chọn thì nếu quan sát ở trong cái cửa sổ này thì nó sẽ có một cái dấu hiệu nào đó liên quan tới cái layer đó. Đây là dấu hiệu hình vuông đó. Mỗi một layer thì nó sẽ lại có một cái màu phân biệt. Đấy, ví dụ như layer 1 thì nó sẽ có màu xanh, layer 2 thì nó sẽ có màu đỏ. Và khi tôi chọn ở đây thì nó
cũng chọn luôn gì đấy ạ, chọn luôn đối tượng ở trong cửa sổ. Bây giờ tôi sử dụng lệnh nhá, object này, arrange này, và tôi cho là bring to front đi, đưa lên trên cùng, thì nó lên đến đâu? Nó chỉ lên đến trần nhà của cái tầng đấy thôi, chứ nó không cao hơn các thằng ở tầng khác. Đấy, tức là di chuyển ở đây thì các bạn lưu ý là nó chỉ di chuyển trong một layer, trong một tầng nhà thôi. Còn muốn mà cao hơn sang các chỗ khác thì vẫn phải dùng phép, một là kéo thủ công, hai là sử dụng lệnh cắt rồi dán vào cái khu vực mình cần. Đây, kéo thủ công thì tôi bấm vào đây và tôi kéo cho nó lên tầng trên, thì lập tức là thằng này sẽ lên tầng trên. Bây giờ tôi lấy thử cái thằng tổng hợp này nhá. Đấy, tôi lấy thử cái thằng tổng hợp này và tôi cho lên này bằng cách vào lệnh này, object này, à xin lỗi, edit này, cắt này. Sau đó tôi chỉ định để cho nó trèo lên trên cái thằng xanh cao nhất ở trong cái tầng tầng 2 này, đúng không? Thì tôi sẽ vào edit này, paste in front này. Đây, tôi kéo vào đây thì các bạn thấy là nó sẽ nằm trên cao nhất. Như vậy là phải lưu ý các lệnh lên xuống tầng thứ của đối tượng thì nó chỉ có tác động ở trong một layer thôi. Còn muốn vượt cấp thì chúng ta lại phải sử dụng cái lệnh là cắt hẳn đi và chỉ định dán lên trên hay xuống dưới một đối tượng khác và tầng khác. Hoặc các bạn phải kéo trực quan ở trong cái đấy, kéo trực quan ở trong cửa sổ layer này. Về mặt nguyên tắc thì thằng layer 2 này là tầng 2 cho nên là nó nằm cao hơn tầng 1. Và đương nhiên những ai ở trên tầng 2 cũng sẽ ở cao hơn tất cả những người dưới tầng 1. Tuy nhiên nếu như bây giờ tôi kéo cả cái tầng 2 này xuống cho nó nằm dưới tầng 1 thì sao? Thì tầng 2 mà đã xuống dưới tầng 1 thì tất cả những người nằm ở tầng 2 cũng sẽ thấp hơn tất cả những người nằm ở tầng 1. Tức là lúc đấy là chúng ta kéo cả gói và tất cả những cái gì mà chứa bên trong cũng sẽ bị kéo thay đổi tầng thứ lên xuống theo. Thế đấy là vài cái khái niệm mà về tầng thứ chúng ta cần phải lưu ý khi mà làm việc ở trong Illustrator.